Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sáng Tốt Bụng. Hôm nay mình sẽ cùng nhau đi tham quan chùa Tam Trúc. Chùa Tam Trúc ở tỉnh Hà Nam. Mình thì đi từ Hà Nội, khoảng cách là rơi vào khoảng 75 cây số từ chỗ mình đi. Video của mình hơi dài, gần 1 tiếng, và đoạn đầu thì có khoảng tầm 4 đến 5 phút là đường nó đẹp nên mình cũng quay cho mọi người cùng xem nhé. Giới thiệu thêm cho bạn nào mà chưa đi chùa Tam Trúc bao giờ ấy, thì chùa Tam Trúc là cũng rất là gần chùa Hương. Nó chỉ nếu mà đi từ Hà Nội đi qua chùa Hương tầm khoảng 5 đến 6 cây số nữa nó là đã đến chùa Tam Trúc rồi. Cho nên là trên đường đi ấy, nó có rất nhiều cái nhà đò của chùa Hương mà người ta cứ in cái số điện thoại rồi ép lát tích thì người ta đưa hoặc là mời chào cho mình luôn ấy. Tiếp thị cũng rất là hay. Thay vì là người ta tranh giành khách ở dưới bến đò ở chùa Hương thì người ta giành khách ngay ở trên đường từ chỗ Hà Đông luôn, rẽ vào quốc lộ 21. Cho nên là bạn nào mà thấy người ta gọi lại để đưa tờ rơi các thứ thì không sợ đâu nhá, không sợ lừa đảo. Đó, đã đến chùa Hương rồi, đây là bến Yến nhá. Ở dưới là rất nhiều nhà thuyền, nhà đò luôn. Rồi xung quanh cực nhiều nhà nghỉ, rồi dịch vụ ăn nghỉ ngủ chọn gói, rồi đò thuyền chọn gói. Các bạn có thể thấy ở đây địa hình núi rất đẹp, cực đẹp luôn. Đấy, đi qua cái bãi xe này là gần như là sắp đến rồi nhá. Sắp đến chùa Tam Trúc rồi, chỉ đi thêm 5 cây nữa thôi, khoảng 5-6 cây. Nhưng mà nhìn ở đây thì rất là gần. Gọi là quay cảnh đường đi thôi, mình lồng tiếng nhạc và làm gì. Sao mà cái cảnh đường đi thế nào là đoạn nào đẹp thì đi chơi bằng ô tô chỉ quay được đường, đi chơi bằng xe máy thì quay được cả người. Thế thì mình thò đầu ra mình quay. Thò đầu ra trên này này. Thank you.
Đến gần cổng thì có một bãi giữ xe nhá, hình như là của người dân mở ra thôi, cho nên là cứ chụp lại quả ảnh cho chắc. Chưa bắt giới đã được xách hành lý. À, mọi người đi từ hướng chùa Hương lên thì sẽ có gửi xe ở ngay cái đoạn ngã ba và hồ này. Đi lại chùa nó chỉ có khoảng 500-600 mét thôi, thì không phải đi xe điện nữa nha. Gửi xe 50k thì đi thoải mái. Đây, phải gửi xe đâu đó. 50k là giá ê tô, xe máy thì rẻ hơn. Tốt. Vâng, cháu sẽ là giám đốc. Người đông nghìn nghịt. Ai mà đi dịch vụ xe điện này là tầm hình như là 60.000 một người. Để gửi xe ở tít đằng xa bên kia xong rồi đi cái xe điện này qua. Đó. Đó. Đi vòng phát hết 60.000 một người, tức là mình đi 5 người là 3 lít. Chào mừng các bạn đến với chùa lớn nhất thế giới, chùa Tam Chúc ở Hà Nam, Việt Nam. Việt Nam đã làm, không làm thì thôi mà đã làm mà phải nè. Lớn nhất thế giới. Đây là Miu. Miu đã đang đi nhắn tin với gái này. À, bây giờ bắt đầu tìm này, bắt đầu ngơ ngác ở đây này. Đấy, đấy, đấy. À, thấy rồi. Ôi giời ơi, Miu ơi là Miu đây. Đây. Mải quá mà. Mình dừng lại đây từ đời nào rồi vẫn đi tiếp. Bắt đầu ngơ ngác tìm các kiểu. Để cho nó phải cầm điện thoại gọi lạc đâu cơ. Lạc à, củ lạc à. Mọi người đến cổng này bắt đầu lôi đồ ăn ra ăn này. Lôi đồ ăn ra ăn này, thứ nhất là để lấy sức đi đói, rồi thứ hai là lấy sức leo núi, và thứ hai là để cho đỡ phải xách nặng. Đây mình cũng bắt đầu ăn. Đây hội nhà ta cũng lôi ra các loại bánh ăn để tí nữa đỡ phải xách, có năng lượng tí nữa trèo lên núi. Đây quanh núi cho xem đã. Đấy. Ây, đẹp lắm. Tí nữa ở dưới này là công trường đang vẫn chưa xong, trồng cây chưa xong, tí nữa lên quay rất là đẹp luôn. Đây này, nhìn đã thấy thích rồi, nhưng khả năng là trèo mệt phết đấy. Đấy, zoom 4.2, zoom 11, 13, 17 rồi. Máy này chỉ zoom được đến 17 rồi. Ở trên thì cũng kín người. Đó, dừng lại đã. Đây là vào cái nhà đầu tiên nha. Nhà đầu tiên có dịch vụ đồ ăn. Đầu năm rất là đông. Đây là khu vực nhà chờ đầu tiên này. Có đồ ăn nhanh. Đấy. Còn ai được không? Trong một hành trình dài thì ai có nhu cầu đi về KFC thì mời các bạn sang bên kia. Đấy. Nhà về KFC sạch sẽ. Mãi. Từ mùng 1 đến mùng 7 tháng riêng rất là đông. Đây mọi người có thể thấy nha. Đó. Đông lắm luôn. Đây để mà mua được cái đồ ăn nhanh ở đây nhá, cũng phải xếp hàng rất là lâu, cho mọi người chủ động mang đồ ăn đi thì nó tiện hơn. Đó, xếp hàng rất là đông luôn. Từ sảnh nhà chờ thì các bạn tiến ra khu vực cổng chính của chùa nha. Rất là rộng đẹp. Và rất đông.
quá đông. Đó. Ui, có view lên trên kia chụp ảnh. Toàn cảnh quá đẹp nhờ. Hay quá. Đẹp quá. Mình ra cổng chính kia đi, mình ra cổng chính kia đi. Xin chào. À đây. Thế là mình đi như này có đường rẽ sang không đấy nhỉ? Từ 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 đứng đi bộ nhá. Thế bây giờ mình đi ở đường bên phải này một phát lên đến đỉnh luôn nhá, đang còn sung sức. Đang còn sung sức thì đi một phát lên đến đỉnh trên kia để ngắm đã, quay phim đã. Xong đến lúc nếu mà mình đi những cái nhà cái chùa chính này trước thì tí nữa nó hết pin thì hỏng. Mà mệt là còn chẳng muốn lên đấy. Nên là cứ đi đường này là lên thẳng thế thôi. Lên chùa cao trước, ngắm view toàn bộ xong tí nữa xuống sau. Có gì bơi thuyền thì tính sau. Chính là đông này nó mới vui nhỉ. Đi mà ít người quá thì. Hả? Buồn gì? Ờ thì không buồn gì, nhưng mà tí nữa là nó lâu quá, cứ lên mãi nó chẳng đến nơi ấy, nó mệt. Nhưng mà bậc ngày xưa đá nó treo leo mỏi chân. Bây giờ đẹp nhở, rộng đẹp như này thì đi nó sướng này. Nhưng mà cao cấp, chắc mình không đủ sức để lên đâu. Cứ đi lên được đến đâu thì lên. Lên đến đâu á? Bây giờ đổi ca nhá, tí nữa ai sách thì chuyển cho người khác. Đổi ca. Trừ mỗi ông quay phim này được ưu tiên là cầm máy là không phải sách thôi. Lúc nào nghỉ thì không phải quay phim thì mình sẽ sách cho. Ồ, đã có những bạn đi ở trên xuống rồi này. Chắc là một là bỏ cuộc, chừng hai là đi rất sớm. Thoải mái, cứ đi đi. Ồ, quá thích. Điện giáo chủ lên 100m. Tam quan nội đi xuống 100m. Đông đẹp. Cực đông. Máy ở đâu đi? Đấy, quay khung cảnh tít chỉ nhiều luôn. Giữa đường có những cái máy bán nước tự động, là mọi người chỉ việc mang tiền lên, không phải mang nước xách theo nhá. Có cả Pepsi, nước lọc đầy đủ. Lên đây là mới đi được non nửa đường thôi. Ôi, nhà mới được phần tư rồi. Phần tư, phần năm rồi mà đã mệt phết rồi. Đứng ở đây ngắm xuống đã đẹp phết rồi. Mệt đấy. Lên đến đây mọi người đã kêu mệt rồi. Nhìn xuống dưới người đi như kiến. Mình lên được chỗ này là tầm một phần đây, phần đây. Năm quãng đường đã phải nghỉ rồi đây. Mệt lắm. Thế là phải dăn thế này mới xong. Mệt đấy. Nhưng mà vui, đông vui lắm. Ôi trời ơi. 50m nữa đến điện Tam Thế. Điện Quan Thế Âm. Nghe thấy chồng của anh. Ui. Chỗ này là được nửa đường rồi nhỉ. Đấy. Mục tiêu là ở trên kia. Đồng thời. Đi vào thẳng chùa. À đi đằng sau đây. Đây rồi, đi đằng sau này. Đấy, đùa ấy. Tức là đỉnh đó ở trên kia. Đi vào đây á. Tôi nghĩ lần lượt. Hãy subscribe cho
này dậy thôi, để đứa để lên thôi. Bố có cho mày dừng. Gần lên đến đỉnh Phan Xê Băng chùa Ngọc, và bây giờ là tắc đường theo kiểu là người nọ nối tiếp người kia. Nay là mùng năm Tết, đoạn là lên trên này kinh lắm, phải xếp hàng. Người nọ đi đang đèn đỏ không đi được. Cái đoạn này là người nọ, người đằng trước tiến thì người đằng sau mới tiến được một bước. Ghê thật. Ngồi nghỉ đã, đến đây mày ngồi nghỉ đã cho nó mát. Đỡ mệt à? Mày có sức. Bây giờ đã đi vào con đường cực kỳ là chật chội. 10 người đi thì tắc 7 người quay đầu. Ôi dồi ôi. Anh ơi đừng che, tắc khó đi rồi. Vừa đi vừa tìm đường. Nên đây cũng bình thường, có gì đâu mà sợ quá phải quay đầu. Đồng nhìn đây giật. Alo. Như kiểu nghìn năm Thăng Long ấy nhở, người người, người trước bước, người sau bước, chẳng biết là đâu là bậc, đâu là ấy nữa. Đồng. Một số thanh niên đã tạo đường máu, mở đường máu đi đường mới này. Đấy, thế là ra đường mới à. Em các thanh niên hack đến đây vẫn bằng nhau. Đến đây vẫn gặp nhau. Toàn người muốn lên sông. Này đi là cứ đi thôi, không biết là nhiều bạn lên từ kia. Ôi 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 ôi. Đi ra qua đứng lên sân đây. Đồng thặc. Một tạ rồi. Sắp tới nơi rồi, mở tiếp đường. Về mất đi. Hiu ơi, Hiu ơi. Đâu rồi? Hiu ơi. Người đổ ấy. Ui dồi ôi. Mướt mồ hôi lên được đến đây. Lên đây là tắc lắm rồi. Chuẩn bị là từng người đi một rồi này. Lận không được. Đây là đây là cái chùa ngoài giữa đẹp nhỉ. Đi thuyền nha. Nhà bên kia cũng có một tốp lên đỉnh núi kìa. Ui. Được đây. Hay đấy. Bao nhiêu người? Đây này. Đây này, đây này, còn có một cái đường hách ở trên này này. Con đâu à? Đường mật hướng. Mình nhìn thật. Bánh chẹo cái phạt này. Có chứ. Ít. Mệt lắm. Ôi giời ơi. Gần lên đến nơi rồi. Thanh niên lên đến đây rồi, đòi đi xuống. Xuống xuống cái gì? Đồng thật. Người ta bám nhiều vào đây này, sẵn thành cái lốt đen đen này. Nhẵn luôn này này. Mồ hôi người đó. Có gì chỗ? Đông quá. Ôi giời mày thật. Con con lên đây con mệt. Này, thanh niên đầu xanh lên đến đây đã đòi đi xuống rồi. Dừng đây đợi mọi người đi. Nhường cho họ đi trước. Dừng lại đi, ngồi hẳn đấy. Mệt ra cả lưng. Ôi trời ơi, bình thường. Này, phải gọi cái thằng quản lý ở cái khu này lắp cái cờ cáp treo. Cáp treo đúng không? Phải gọi điện, không biết số. Chửi cho chơi.
Đấy. À, chưa thấy đồng đội đâu nhỉ? Đồng đội đi tí đường dưới rồi. Thế mày gọi điện này bảo cháu nó xin đi mày hơn chú mét. Ôi, tao tưởng là chú đi cùng với gì cơ. Cháu mặc ít áo đây rồi. Thôi, chắc là tìm gì kia rồi, cháu với chú lên đỉnh trước đây. Thôi, đợi lên cho đàng hoàng. Không, đây mẹ đẩy ra phát thời gian là thôi. Ngồi đấy, mệt mệt cũng ngồi đấy nghỉ đi. Có cái cây nằm đây này, đỡ mệt hẳn. Hai này còn quay luôn. Ở đây đằng sau là đúng rồi. Chất chậm lắm. Con hùng vượt suối. Bây giờ phải leo lên kia. Quay lên đằng. Đấy còn một số còn kinh khủng hơn là phải treo lên cái ngọn cây kia để sang. Ui. Kinh chưa? Công ty cứ để kéo kia có mà. Kìa, ông mở lên. Đây là lên cái nấc có thể chụp ảnh thứ nhất. Mọi người chụp ảnh rất là nhiều. Đi. Nhưng mà mai tôi điên được không? Không. Từ đây nhìn lên thì có thể là như này. Đó. Lên đến đỉnh tháp chùa Ngọc. Sau đó là tụt xuống bên kia. Là xuống. Chết. Này ở trên đá nó treo leo như này mà. Ui. Nhìn kinh kinh à. Đấy. Đấy. Con Huy lên chưa? Lên thôi. Đây. Huy kia. Treo leo. Huy đừng có leo từng gang đâu. Đặt lễ đấy xong có khi tử thấp lễ đấy luôn này. Không hạn nữa. Đây, lên đường này. Xuống thế chẳng thế. Xuống thế. Huy ơi. Lên trên kia chụp một đẹp hơi. Ôi xồi ôi. Dưới kia người như kiến. Ui giời ơi. Thấy chưa? Vẫn còn lên nữa. Cao thật. Đây cũng xếp ghép mà làm. Trong mặt. Cố lên. Này, bên này. Ra mạnh lên đi. Cùng cái bán nữa nhỉ. Ôi, sắp lên đến đỉnh rồi. À quậy nó nhá, báo là 7 giờ tối nhá. Ông Hùng lách quậy phép nhỉ. Lắp lên. Này có một bà phải đến bảy mấy tuổi rồi ấy. Trèo lên ngồi. Đây. Ngã bây giờ
Nam ơi, Nam ơi, ừ, để ý bác nhá. Người này không phải đưa lên đấy. Xuống nữa thì đến 5 giờ chiều đúng không? Đi xuống nhanh. Lên đây ai thích đứng lại nó mới tắc. Ai à? Này mà tụt giày này. Thôi, bớt lại luôn chứ. Tụt giày à, để lại luôn. Công nhận là trận này nó ấm thật. Thanh niên bên kia có 5-6 người ngồi trên đỉnh cao tha hồ quay phim chụp ảnh. Lên đỉnh đấy cũng đẹp mà. Đi đường nào đi? Đi đường bên kia. Lúc nãy cái đường hách lúc nãy là chui sang được rồi đấy. Đường ấy thoáng 5 phút lên bên kia. Thoáng mà là không ai. Và bây giờ mình chả chui xuống mà sang được. Mỗi người tôi có mấy nghìn. Ui lên đây chật như nem. Đi dân trí thấp vãi, tuổi còn quá có được đầu lối xuống đâu không phải đứng lên không dài chưa nhở đã nhường chúng tôi rồi xem anh có phần này đi ngày thường thì nhà có tiền là tiền chăn không tiền chăn tiền 500 triệu rồi đó 500 á 500 một triệu ấy không có tiền lẻ này tiền nào dơ vào đây vay thiếu gì đâu cố vào đi. Tiền chứ còn gì nữa. Số kiểu gì cứ tiến là khác xuống được mà. Ôi ngày lễ có khác, đầu năm có khác. Đồng quá.
Không, nó chỉ có một cái đường giữa lên là... họ bên kia nhá. Đường xuống cũng như đường lên hơn Hà Nội vừa tan tầm. Lên tránh nhìn con là cái gì lại chụp phải xuống luôn. Ủa rồi. Đường đi xuống này tắc như đường đi lên thẳng hơn đấy, vì là mấy ngày chỉ có cái là đi xuống này nó đỡ mệt hơn thôi.
nó đông hơn đấy không? Nó mấy ngày đập rồi. Dậy rồi. Thôi đến đây rồi chẳng nhẽ lại không lên. Dậy rồi. Mình khắp khắp nơi nhân dân các tỉnh thành cùng về leo một cái. À, kia cũng có canông G7. Ai có mỉm không? Ôi, gì vậy? Đừng có nói là nó vào mấy vách đá này. Trung ơi, Trung ơi, đi lên rồi đi xuống. Chắc rõ ra cái tảng đá này nó gắn việc cả nhưng mà xi măng. Gắn xin xin măng đá chứ có phải là thảm đá ở đâu đó không. Cũng có đá thật đây, bên này là còn đây là gắn này. Ôi đã thoáng hơn rồi đấy, đi xuống đây thì chắc là thoải mái rồi. Cho em về đi ỉa ta vào về đá đi ta. Đây. Ôi nhưng mà không nhìn được. Thì ngã một người là nhiều người ngã nhau. Cảm ơn. Khói rồi, ra ngoài rồi. Có chuyện nào mà lên thì phải chịu. Bình tĩnh. Lắm. Không, xuống dưới này đi thoáng rồi. Trung ơi. Thoáng hết. Đứng lại. Đúng rồi, bà ghét tôi mà bà vẫn phải bán cho tôi thì chứng tỏ là bà quý tôi rồi. Rồi, sao hồ bước rồi. Rồi, ok. Ôi rồi ơi. Đây là nằm động cái này thoáng. Thoát rồi. Này. Không, đi xuống động nhanh hơn đi lên mà. Alo. Xuống đây. Xuống này là không cần hack. Mệt thật. Đây này, đường xuống bây giờ nó thoáng rồi. Đây mọi người đang xuống đây. Và xuống tập trung ở hết kia kìa. Ôi bắt đầu là ăn uống này. Nhưng mà xả rác hơi linh tinh. Ghê thật. Bậc này mà quẳng một phát là thôi đấy. Lần này là không dừng được không? Hơi chùn chân. Ôi từ từ thôi con. Các bạn đã xem đến đây thì mình quả là rất là cảm ơn. Bởi vì các bạn đã rất kiên trì xem được đến 40 phút của mình rồi. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn như thế này là những cái đồ ăn mà các bạn nên mang đi ấy. Thứ nhất là giò, chả, hoặc là những cái thịt sông khói, hoặc là hoa quả. Nước thì mỗi người khoảng chưa đến một chai 500ml, chứ đừng có mang nhiều. Và nhất là không mang những cái như mình, như mang bánh gai, bánh chưng hay bánh quy. Vừa khó ăn mà vừa cảm giác nó kiểu ăn xong nó không có cái lau tay các thứ ấy, nó khó chịu. Và các bạn nên mang theo một cái bịch giấy nhỏ nhỏ để lau tay nữa đấy. Hoặc là các bạn có thể dán xúc xích, dán sẵn rồi mang đi. Chứ ở những cái nơi này thì khó có thể tìm được những cái đồ ăn như vậy. Mà thường thường là sẽ chỉ có nước này, ngô luộc, khoai luộc, hoặc nói chung là rất khó ăn những cái đấy. Mình đi như này mất sức nhiều cho nên là phải ăn đồ có thịt và nó mới nhanh hồi. Đấy là dành cho những bạn đi vãn cảnh chùa nhá. Chứ mình không nói những người đi lễ chùa thì không ai người ta ăn thịt cả. Xin mời các bạn vào điện Tam Thế. Ô,
Thì mình tìm cái chỗ để đọc nhá, đọc về ba Phật. Tôi hiểu ý nghĩa của ba Phật rồi. Đứng đây. Bây giờ mình sẽ đi vòng một vòng quanh nhá. Đây. Đây là các bức tranh. Với các đức Phật. Để lại gần xem là bằng gì nhá, chắc là bằng đá. Quá đẹp. Đều là bằng đá điêu khắc. Nhà chùa. Tường này bằng đồng thì phải đấy. Ba đức Phật ám. Không bằng đồng đấy, không ai làm tượng bằng gỗ đâu. Bởi vì nó phải được rất là lâu năm. Điện Tam Thế nằm ở độ cao 45m so với mực nước biển, với 3 tầng mái cong mang đặc trưng kiến trúc chùa Việt Nam. Xây dựng kết cấu cột, dầm, xà, mái cong, bê tông cốt thép, sơn màu gỗ, chiều cao 39m. Diện tích tầng hầm 2.200m, diện tích sàn 5.400m, sức chứa khoảng 5.000 Phật tử cùng lúc. Đây là bản đồ. Thì nãy là chúng ta đã đi lên số 1 trên đỉnh chùa Ngọc. Hiện tại đang đứng ở điện Tam Thế, trước cửa là Vạc Phổ Minh. Bên trái một chút là cây Bồ Đề Thiêng. Nhìn từ trên xuống bên trái nữa là nhà khách. Bên phải là nhà tổ. Xuôi xuống dưới số 8 là số 7 là điện giáo chủ, số 8 là điện Quán Âm. Mời các bạn đến xem vạc gì nhỉ? Quên mất rồi. Ui giời. Đục ghê thật đấy. To nhở, mày đứng cạnh nào. Ý. Đi vòng quanh nhá. Tỏ lắm. Giới thiệu với mọi người, đây là cây Bồ Đề Tổ. Cây này là được chiết ra từ cây Bồ Đề khủng. Đây nha, đọc này. Cây Bồ Đề do Ngài Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp về lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 tại Chùa Tam Chúc Việt Nam. Đây. Cây này, đây. Đây. Mình đã được chạm tay vào lá của cây. Ôi, không phải tôi.
Sang bên kia, tăng thế á, 2:30 rồi. Đi xuống đến đây rồi và nếu các bạn đói thì vào nhà khu ẩm thực của chùa nhé. Có ngô luộc, khoai luộc rồi bánh gì đấy. Mình vừa vào nhưng mà những cái đấy mình có rồi cho nên là không ấy nữa. Sát điện Quan Âm thì có một khu ẩm thực. Không biết là ở đây có gì không? Kem, nước, nước khoáng Pepsi, kem. Không có gì khác đâu. Chỉ có nước với kem thôi. Xôi ở nhà mang đi. Đây là điện Quán Âm. Đã hoàn thành và đang đi xuống. Cái cảnh đi xuống nhìn đẹp nhỉ? Đẹp thế. Ở trên mình xuống đẹp tha rồi đẹp nhỉ? Công nhận nhỉ? Đây, Ngọc ơi. Trên đây nhìn mình đẹp hơn. Công nhận ở trên tổng thể đẹp Ngọc ơi. Tháp Ngọc kia còn đẹp. Một hai cái nhìn xuống đẹp tha. Có trong đây Ngọc. Anh ơi. Anh nhìn là núi to không? Đang đi xuống nha. Máy bán nước tự động đã bán sạch xanh xanh từ trên xuống dưới, không còn một chai nào. Hết, hết nào kêu hết. Tất cả đều giá, tất cả đều giá 10.000. Vâng, 15.000 kìa. À. Ờ dưới có một số cái là 15.000 là lon Pepsi đúng không? Ờ, trên là nước lọc là 10.000. Bán hết sạch luôn. Ghê thật, nhiều người. Cuối cùng lại trở về nhà chờ. Quý vị nên nhớ vào trong này tối vã.
Ở đây. Đây là xuống đến bờ hồ rồi, rất đẹp nhá. Du thuyền đi từ đây ra ngoài kia. Mát nhờ. Như Vịnh Hạ Long ấy, đẹp. Công nhận là đẹp. Cái gimbal hết mất pin rồi, không thể quay được, quay bằng tay này, hơi khó này. Hơi rung. Gió phần phật. Thuyền này bây giờ phải xếp hàng mua vé, và sau khi mua vé phải xếp hàng lên nhá. Đấy. Đi ở hết ở trên đỉnh cái bắt đầu tụt xuống hà dưới. Trong máy gì? Đấy, thiếu cái gì? Gió ở đây nhiều, sóng sóng biển đấy nhỉ. Các đoàn thuyền đưa mọi người ra chùa ở ngoài xa. Ghê nhỉ. Đúng rồi. Một cái thuyền này 10, 20, 30, 40. Ui. Phải anh ơi. Cái thuyền này phải rất là 200 người đấy. Còn trên 100 đến dưới 100. Bao giờ 9 người họ mới đi mà. Thì anh không, anh đếm thử xem. Sơ sơ là mỗi hàng ngang là gần chục người rồi. Đấy. Phải được 200 người. Ghế đầu trên có đây anh ơi. Thế cứ cho là hơn 100 người đi là 200.000 một người là được mỗi thuyền, mỗi chuyến được 30 triệu mà hai con khởi hành cùng lúc là 60 triệu mà đây. Ôi giời, kinh khủng nhờ. Mà đi có từ đây ra kia, nhìn này gần lắm. Xong lại bơi về có gì đâu. Điểm ác. Thôi về thôi, kết thúc chuyến hành trình. Đây, mày đã hết buồn chưa? Sáng lại bảo chán, buồn chán như con rán, không biết đi chỗ nào. Đây thầy, đi đây thầy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video của mình thì cũng quay gọi là tự nhiên để trong quá trình đi để cho mọi người biết thôi. Nói chung là đi lễ chùa đầu năm thì chen đứt cúc áo và rất là mệt. Đấy, nhưng mà cũng vui, cảnh cũng đẹp. Cho nên là khi nào mà đi đâu tiếp thì mình sẽ quay lại nhá. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đăng ký kênh của mình.